trải qua cả đời người trong một ngày là cảm giác thế nào nhỉ? Người đàn ông này vừa kết hôn ngày hôm qua, nhưng ngày hôm nay vợ anh ấy đã có thai rồi. Anh chàng này vẫn nghĩ là vợ mình đang nói đùa. Khỏi phải nói luôn, nhìn cái bụng như này thì ai dám không tin cơ chứ? Không đúng, cái này chắc chắn là đồ giả công nghệ cao. Hãy trung thực một chút xem nào. Hôm qua em đã đi đâu và làm gì? Anh có một ăn một cái búa không? Em đã mang thai nửa năm rồi mà. Vậy bụng to là việc kỳ lạ lắm sao? Nửa năm ư, em có bị mất trí không vậy? Có phải là anh đã quên rồi không? Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta đó nhé. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới rồi sao? Không phải chúng ta vừa kết hôn ngày hôm qua sao? Lại còn định cãi lời bà đây à? Anh xem những tấm ảnh chụp của chúng ta trong một năm nay mà xem. Anh chàng này cảm thấy vô cùng bối rối. Chả nhẽ mình mới là người mất trí nhớ sao? Không thể nào, chắc chắn là mình đang nằm mơ rồi. Mình cần phải ngủ một giấc để tỉnh mới được. Thế là anh ấy liền nằm xuống và đi ngủ. Mọi thứ trong phòng và quần áo lại thay đổi. Anh ấy ra khỏi phòng ngủ. Sau đó anh lại đụng phải vợ của mình. Phản ứng đầu tiên của anh là nhìn vào bụng vợ. Lúc này anh thấy bụng của cô ấy đã biến mất. Anh chàng liền tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Anh đã nói rồi mà. Rõ ràng là khi nãy anh đang nằm mơ mà. Nhưng ngay sau đó thì... Hay lắm, chàng trai, hóa ra là vợ anh ấy không hề mang thai. Mà cô ấy đã sinh con luôn rồi. Anh ấy không dám tin vào mắt mình. Nhưng đứa trẻ này trông hơi giống anh ấy thì phải. Mình đã làm gì đâu nhỉ, kỳ ghê ta. Anh vội vàng kéo vợ ra phòng khách rồi bảo cô ngồi xuống. Anh nói mình sẽ kể cho cô nghe một bí mật vô cùng sốc. Anh cảm thấy như mình đã du hành xuyên thời gian. Thật sao ông xã? Anh du hành đến đâu vậy? Ở đây, hiện tại đây này. Anh đã du hành xuyên thời gian và đến hiện tại ư? Đúng vậy. Anh nói xem tôi có nên tin không? Anh nói luôn là anh chưa mua quà kỷ niệm ngày cưới đi cho rồi. Chứ anh cứ nói mấy câu như vậy để làm cho gì? Anh chàng vô cùng bất ngờ, hôm nay lại là kỷ niệm ngày cưới nữa sao? Đúng vậy đó ông xã, anh chàng lúc này cuối cùng cũng hiểu ra. Anh ấy đã mặc bộ đồ này một năm rồi, nhưng anh vẫn chẳng làm được cho gì cả. Đã 2 năm trôi qua như chó chạy ngoài đồng rồi. Để tránh lần tới khi xuyên không lại không có quà, anh ấy vội vàng gọi cho người bạn thân của mình. Anh hẹn anh chàng này vào ngày này năm sau, hãy giúp anh chuẩn bị một món quà để chứng minh mình có xuyên không thực sự hay không. Anh ấy cầm một quả cam và để vào lọ hoa. Kết quả là chẳng mấy chốc quần áo của anh cũng thay đổi, cam trong chậu hoa cũng trở thành phân bón. Sau đó tiếng còi vang lên ở bên ngoài. Một người bạn thân đã mang cho anh ấy một món quà. Điều này khiến anh ấy vô cùng vui mừng. Người anh em có thể cậu sẽ không tin những lời tôi sẽ nói ra sau đây, nhưng tôi đã xuyên không đó anh bạn. Tôi đã xuyên không một năm liền. Người bạn thân nhìn thấy anh như vậy thì vô cùng lo lắng. Anh nghĩ bạn của mình có phải uống phải rượu giả nên hoa mắt rồi không? Ha ha ha. Anh chàng đứng đó và nghe nam chính nói đủ thứ. Quà của anh đây anh bạn, cầm lấy đi. Cái này là cái gì? Đó không phải là món quà mà anh nhờ tôi chuẩn bị sao? Cậu định bảo tôi tặng thứ này cho cô ấy nhân kỷ niệm 3 năm ngày cưới à? Anh đâu có nói với tôi là quà kỷ niệm ngày cưới chứ. Tôi cứ nghĩ anh định tặng cho trẻ con. Ôi đúng là vui tính thật đấy. Người vợ đương nhiên không thích món quà cho trẻ 3 tuổi này. Nhưng người vợ không quan tâm. Bởi vì năm nay mối quan hệ của họ đã có vấn đề. Người vợ lấy ra món quà kỷ niệm mà mình đã chuẩn bị. Chúc anh 3 năm ngày cưới hạnh phúc. Nhìn vẻ mặt thất vọng của vợ, anh chàng cũng cảm thấy bực bội vô cùng. Anh ấy còn chưa cảm nhận được gì của cuộc hôn nhân này mà. Chuyện con cái thì thôi đi vậy. Nhưng tự nhiên tình cảm của họ lại tan vỡ như vậy là sao? Đây đúng là một câu chuyện đáng buồn. Anh nhìn xuống chiếc ví trên tay. Mới lúc nãy thôi mà cái ví vẫn còn mới toanh. Mà bây giờ trong đó đã đầy ảnh rồi thẻ. Đúng vậy, anh ấy lại xuyên không lần nữa rồi. Anh gọi tên vợ nhưng không được đáp lại. Anh đi vào phòng và xem xét. Quần áo của vợ anh đã không còn ở đây nữa rồi. Lúc này người bạn thân liền đi đến nhà anh. Anh ấy hỏi thăm người bạn là vợ mình đâu. Vợ của anh hay vợ tôi đó anh bạn? Thứ vợ anh đã ly thân nửa năm rồi. Vậy nên nhất định phải chuyển ra bên ngoài chứ. Đêm qua anh lại nốc rượu giỏm đấy à? Anh chàng nam chính vô cùng sụp đổ. Rốt cuộc là tôi đã đụng đến ai cơ chứ? Vợ vừa mới cưới còn chưa kịp làm gì cơ mà. Sao chưa gì đã biến mất không vết tích thế này? Ai đó hãy cho tôi một lời giải đáp đi. Anh lại đi vào bếp rồi lấy ra chai rượu làm tí. Kết quả là anh ấy vừa mới mở tủ ra thì lúc này thực phẩm trong tủ lạnh cũng thay đổi ngay lập tức. Người bạn khi nãy cũng biến mất rồi. Lúc này thì một cô gái xuất hiện trong căn nhà. Anh nghĩ rằng vợ anh đã trở lại. Anh liền đi lên và ôm lấy cô ấy. Anh còn hôn cô gái đắm đuối. Ôi cái gì thế này, bạn gái cũ sao? Sao cô lại ở đây? Cái gì cơ, em mới mặc quần áo lên thôi mà anh đã không nhận ra sao? Nào nào, hôm nay anh sẽ làm quen lại với anh nhé. Anh chàng vô cùng hốt hoảng và không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh cũng né tránh sự tấn công của cô gái. Này khoan đã, giờ không phải là lúc hưởng thụ. Anh ấy chỉ muốn biết là hai người họ bao giờ thì kết hôn. Ôi cái gì vậy, anh đáng ghét quá đi à? Chúng ta đã mập mập mờ mờ nửa năm rồi mà anh. Bao giờ thì anh định cho em làm chính thất đây? Cái gì mà nửa năm chứ, anh ấy có nghe nhầm không? Tôi đây còn chưa kịp hưởng thụ gì mà. Tôi còn có một người vợ nữa. Anh chàng tức giận đuổi cô gái ra khỏi nhà. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đang đóng phim đúng không? Đột nhiên anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Đó chính là vợ anh. Anh chàng vội vàng đẩy bạn gái cũ ra cửa sau. Người vợ của anh đến đây để xin lỗi. Cô ấy nói trong thời gian này cô không nên từ chối điện thoại của anh. Không hồi đáp cho anh. Không nên lạnh lùng với anh như vậy. Cô ấy sai rồi, cô không muốn tiếp tục mọi chuyện như vậy nữa. Anh chàng vừa nghe vợ mình sẽ quay lại thì liền tha thứ ngay.
Dù gì thì vợ anh nói như vậy cũng chẳng liên quan gì đến anh ấy hết, nên anh không có lý do gì không tha thứ cả. Và thế là hai người đã hôn nhau. Nhưng lúc anh ấy và người vợ đang định ừ với nhau, thì người vợ đột nhiên tìm thấy một cặp kính che mắt bằng vải. Nửa năm cô ấy không ở nhà, mà gu của anh ấy đã kỳ lạ đến vậy sao? Và dĩ nhiên chiếc áo này không phải cỡ của cô ấy. Người vợ tát vào mặt anh một cái đau điếng. Bà đây có chết cũng không thèm quay lại với hạng người như anh. Kể từ khi tôi đi anh có vẻ bận rộn lắm nhỉ. Ly hôn nhất định tôi phải ly hôn. Anh chàng cảm thấy vô cùng oan ức. Mình đâu có làm gì sai cơ chứ hu hu hu. Chớp mắt lại một năm nữa trôi qua. Trong một năm thôi anh không chỉ không hàn gắn được với vợ, mà anh còn sống chung với bạn gái cũ của mình. Sao chúng ta lại sống cùng nhau vậy? Anh không cảm nhận được chuyện gì hết. Sao mọi thứ như một trò đùa vậy? Anh chàng này không muốn nhìn thấy mặt của cô gái. Trong lòng anh chỉ có vợ của mình mà thôi. Sau tất cả đối với anh ấy mà nói, thì vợ của anh ấy vẫn là người vợ mới. Anh ấy đã làm được cái gì đâu cơ chứ? Anh liền gọi cho người bạn thân của mình. Sau đó bảo người bạn đưa anh đi tìm vợ. Trên xe anh ấy mới biết là người bạn của mình có rất nhiều chuyện. Anh ấy hỏi về cách giảm cân, ung thư. Anh chàng liền kéo mũ người bạn của mình lên. Sau đó anh thấy tóc của anh chàng này đã biến mất. Anh chàng cảm thấy rất buồn bã. Người bạn của anh ấy đã mắc ung thư rồi, nhưng bản thân anh lại chẳng biết gì cả. Anh ấy bảo người bạn tốt của anh ấy hứa với anh ấy, ngày này năm sau bạn anh vẫn còn ở đây. Người bạn cũng khẳng định với anh ấy sẽ sống đến 50 tuổi luôn. Lúc này anh chàng liền gõ cửa nhà vợ. Anh muốn nói chuyện với cô về việc tái hợp, nhưng vợ anh ấy nói cô đã có bạn trai mới. Cô hy vọng anh ký vào thỏa thuận ly hôn. Anh chàng cảm thấy vô cùng bất lực. Lúc này anh chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên anh bị rơi xuống hồ bơi. Nhưng rõ ràng khi nãy làm gì có cái hồ nào cơ chứ. Anh ấy lại xuyên không rồi. Một người đàn ông bước ra khỏi nhà. Đúng vậy, người đàn ông này là bạn trai mới của vợ. Người bạn trai này bảo anh hãy trưởng thành lên đi, đừng làm phiền họ nữa. Đừng có dạy đời tôi, bởi vì không ai trưởng thành nhanh hơn tôi đâu. Người vợ thuyết phục anh bình tĩnh. Cô đã có một cuộc sống mới rồi. Cô mong anh ấy sẽ tỉnh táo hơn. Lúc này anh phát hiện chiếc nhẫn trên tay vợ đã không còn nữa. Người vợ cảm thấy rất có lỗi. Lần trước khi cô ấy đi biển đã vô tình làm mất nó. Anh chàng có chút tức giận, vì chiếc nhẫn đó là do mẹ anh ấy tặng. Trong lúc giận dữ anh liền ký vào thỏa thuận ly hôn. Nhưng điều anh không ngờ là anh xuyên không vài năm qua cùng với sự nỗ lực của anh ấy, cuối cùng lại có kết cục như vậy. Anh ấy bảo người vợ hãy để lại chú chó cho mình, bởi vì một năm của một con chó bằng 7 năm của người. Anh ấy nghĩ rằng chỉ có một con chó mới có thể hiểu được cảm xúc của anh ấy. Chỉ trong nháy mắt một năm nữa đã trôi qua, chú chó đã trưởng thành. Bản thân anh ấy cũng râu ria xồm xoàm. Anh đang suy nghĩ về việc có nên kết thúc tất cả hay không. Lúc này một cô bé liền đi tới. Anh chàng cảm thấy có chút kỳ lạ. Sao ai mà vô tâm vậy, lại để trẻ con một mình trên bãi biển. Bố mẹ cháu đâu rồi? Cô bé liền chỉ vào anh ấy. Anh chàng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Anh không ngờ cô gái nhỏ trước mặt này lại chính là con gái của anh ấy. Đúng vậy, từ buổi sáng đến bây giờ anh ấy đã xuyên không 8 lần rồi. Nhưng anh ấy đã bỏ lỡ người bạn đời của mình, và bỏ lỡ cả sự trưởng thành của con gái. Một năm nữa đã trôi qua, anh ấy nhớ đến người bạn thân của mình bị ung thư. Anh nhanh chóng gọi cho người bạn để xem tình hình. Nhưng điều mà anh nghe được là: xin lỗi, số thuê bao bạn gọi hiện tại không liên lạc được. Xin vui lòng, anh vẫn cố gắng gọi bạn mình. Làm ơn nghe điện thoại đi mà. Anh ấy mở album ảnh trên điện thoại. Anh ấy nhìn thấy tấm ảnh cuối cùng của người bạn thân. Sau đó anh cũng đi đến thăm mộ của bạn mình. Anh bày tỏ sự hối tiếc của mình. Trong những lần xuyên không, anh ấy lúc nào cũng bận rộn với vấn đề của riêng mình. Anh hối hận vì đã không quan tâm đến người bạn thân của mình. Nhưng mới được có vài phút trôi qua, mà một người phụ nữ lớn tuổi liền xuất hiện. Bà ấy hỏi anh có phải thời gian trôi qua nhanh quá không. Anh chàng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Sao bà ấy lại biết cơ chứ? Anh có nhớ món quà cưới mà tôi đã tặng không? Lúc này anh ấy mới hồi tưởng lại, khi anh ấy và vợ đến thăm cha của họ tại nghĩa trang trước khi kết hôn, anh ấy đã từng gặp bà ấy rồi. Lúc đó anh ấy đã có tính trì hoãn mọi việc. Chuyện gì anh ấy cũng trì hoãn hết lần này đến lần khác. Anh ấy đã hẹn hò với bạn gái của mình trong 6 năm mà không kết hôn. Bạn gái đã hỏi anh rất nhiều về chuyện kết hôn, nhưng anh luôn cảm thấy rằng vẫn còn rất nhiều thời gian. Vậy nên bà lão này đã giúp họ ấn định ngày cưới. Và hôm diễn ra lễ cưới anh ấy đã tặng được một món quà. Anh chàng chỉ thấy đó là một cái lọ bình thường, và sau đó không thèm quan tâm thêm nữa. Anh buộc tội bà lão đã phá hoại cuộc đời của mình. Anh bảo bà ấy phải chấm dứt mọi chuyện ngay. Bà ấy cho rằng chỉ có anh mới có thể chấm dứt mọi chuyện. Bà ấy chỉ tăng tốc cuộc sống của mình, không có gì thay đổi xảy ra cả. Tất cả đều chấm dứt cả rồi. Cuộc đời anh ấy đã bị chính anh hủy hoại. Thời gian lại trôi qua và một năm nữa lại qua đi. Anh vội vã đến nhà vợ cũ. Anh hỏi về những món quà mà người vợ nhận được trước khi kết hôn. Chúng vẫn còn chứ? Những món đồ đó vẫn còn và cô ấy vẫn giữ. Người vợ nói là cô ấy đã chia tay với anh chàng kia rồi, bởi vì người đàn ông đó nói rằng cô vẫn còn yêu người chồng cũ. Anh ấy tìm thấy chiếc lọ và đưa cho vợ cũ. Anh nói kỷ niệm 10 năm vui vẻ. Người vợ lúc này cũng mở cái lọ ra. Hóa ra là bên trong có chiếc nhẫn cưới đã mất. Người vợ cũ vô cùng ngạc nhiên, nhưng anh ấy đã hiểu ra tất cả. Anh chân thành xin lỗi vợ cũ. Sau đó anh lại cầu hôn cô một lần nữa. Người vợ cũng cảm nhận được sự chân thành của anh ấy. Cô quyết định sẽ ở lại bên anh một lần nữa. Thời gian lại trôi qua. Anh chàng đã xuyên không về trước.
anh ấy ôm vợ của mình để phấn khích. Anh ấy sợ vợ của mình sẽ bỏ đi mất. Sau đó anh ấy bắt đầu lên kế hoạch cho tuần trăng mật. Sau đó anh gọi điện đến công ty để xin nghỉ dài ngày. Anh ấy gọi điện cho người bạn thân nhất của mình. Anh nhắc bạn của mình đi kiểm tra sức khỏe ít nhất mỗi năm một lần. Nếu bạn anh không đi thì anh ấy sẽ kéo anh ấy đi. Vậy nên câu chuyện này cho chúng ta biết rằng cuộc sống không phải là một bộ phim. Chúng ta sẽ không có cơ hội ở đời thực. Hãy trân trọng những gì mà bạn có. Và quan trọng nhất đó chính là tuyệt đối đừng quên ngày kỷ niệm kết hôn với người bạn đời của mình. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay thì nhớ ấn thích kênh để ủng hộ nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bộ phim tiếp theo.